Cục Giang nằm nè, Cục Giang mới bú vú xong quá trời thèm vú luôn rồi, cho ngậm ti giả mà chịu không nổi luôn, đòi quá trời đòi luôn. Rốt cuộc cho ngậm vú 15 phút xong bà giục cái vú ra khóc quá trời khóc. Bói đâu rồi bói? Ba ba yêu ơi, bé thương tôi không? Rồi khóc vậy là thương không? Có thương mẹ không? Thương không? Thương không? Có thương không? Thương nghe. Thương tôi nghe. Ừ, đó, đó. Thương tôi không mà khóc. Thương tôi nghe. Ừ. Bay đâu rồi, bay đâu? Bay Sài Gòn á. Thôi ở Sài Gòn làm kiếm tiền nuôi bói. Ừ. Ôi đừng có như vậy mà, đừng có nhõng nhẽo mà. Tôi thương gần chết mà nhõng nhẽo tôi hoài. Quậy tôi hoài luôn, ôi cái miệng, ôi cái miệng. Nít cục hoài vậy? Làm gì nít cục cút hoài vậy? Thương mẹ không? Có thương mẹ không? Mới thương tôi không? Hả? Đó, đó. Quậy á, quậy đó. Hung dữ. Ôi cái miệng hung dữ coi. Ai hung dữ? Ba có hung dữ không? Con có hung dữ không? Hả? Không có khóc. Không có khóc. Ai làm gì đâu mà khóc. Không ngủ thì nằm chơi. Nói chuyện mẹ. Không có khóc. Mẹ ngồi ở đây chứ đâu, nay mẹ có đi đâu đâu mà khóc, nay mẹ có đi đâu bỏ con đâu mà khóc hả? Hả? Thương tôi không? Thương tôi không? Đó đó đó, nhõng nhẽo rồi, gái nhõng nhẽo ghê không, dài áo dài đóng thùng. Ơi là trời, nó nhõng nhẽo thôi. Đợi 15 phút nữa bú sữa, không có bú vú nữa. Ghê không? Nó đạt nè. Mét ba mày nè, mày quậy nè. Nhõng nhẽo nè. Mét ba mày nè. Mét nè. Quậy thì ghê luôn, quậy bà ngoại nhức đầu luôn rồi cà. Ngoại nhức đầu luôn nè, mày quậy hoài đi. Khô não. Ngoại khô não rồi kìa, đó. Quá trời, hôm đó nay quá trời luôn rồi, suốt đêm biết tôi mệt mỏi quá trời luôn. Ơi, đâu phải tại con đâu mà ngoại nói nó mặt nó ngơ ngác. Đêm mỏi biết ngày mệt quá. Kìa. Phải tại con không? Phải tại con không? Nó tuột nè, con nó tuột nè, đó, con nó tuột thấy ghê không? Ghê hồng trận đó không? Ăn đồ đẹp cũng nhõng nhẽo mệt quá trời đi. Gì cũng được hết á, miễn cái đừng có nhõng nhẽo. Bữa hổm tập bú vú, bây giờ tập cai vú. Giờ tập cai làm sao đây? Hả? Bói. Đó, đó. Rồi đó, đó. Không Thôi nha. cho tao bú, giờ biểu tao nhịn. Mà mẹ gì kỳ cục. Quỷ mẹ kỳ cục. Để mẹ xuống hầm sữa con nha. Để bà ngoại đi mua đồ.